Vâng, em Việt xin gửi lời chào tới toàn thể quý anh chị cùng đến với kênh YouTube Việt Xe Chất Hải Dương với hotline tư vấn là 0968228889. Và ngày hôm nay thì em Việt có một cái mẫu xe hạng A phải nói là cực kỳ chất lượng mà xứng đáng để cho các anh chị có thể tham khảo nếu các bác đang mong muốn tìm mua một chiếc xe phân khúc hạng A nhỏ gọn để đi làm hàng ngày. Thì chắc chắn là các anh chị không nên bỏ qua với phiên bản Kia Morning này. Morning ở trên thị trường thì nhiều, nhưng mà để tìm được một chiếc Morning nhập khẩu đấy, mà bản full không thiếu một tính năng gì thì có lẽ là hơi hiếm. Và đặc biệt là chiếc xe này nó lại còn quá mới luôn các bác nhá. Thì đây là một chiếc Kia Morning được sản xuất năm 2013, nhưng mà đăng ký lăn bánh lần đầu là 2016 và nhập khẩu nguyên chiếc cả con từ Hàn về. Tại sao cái dòng Morning nhập này lại được nhiều người ưa chuộng? Thì thứ nhất thì các bác thấy là cái dòng này có thể nói là cực kỳ lành. Chất xe nhập khẩu nó khá là khác so với cả xe lắp ráp tại Việt Nam. Mà nếu anh chị nào đã từng trải nghiệm thì các bác sẽ thấy cái điều đó. Và một mẫu xe cỡ nhỏ hạng A nhưng mà về tính năng công nghệ của nó lại không hề thiếu gì cả. Và khối động cơ máy 1.0 thì phải gọi là siêu tiết kiệm nhiên liệu. Vâng, một chiếc xe rất là đáng để cho các anh chị ta và các bác làm chúng ta có nhu cầu đi làm hàng ngày mà không cần một chiếc xe rộng rãi thì chúng ta có thể tham khảo với dòng xe này. Đấy, thay vì lựa chọn những chiếc i10 hay kể cả Fadin thì theo em đánh giá là cảm giác lái cũng như là công nghệ option của chiếc xe này nó thực sự là mang tới cho chúng ta nhiều trải nghiệm hơn. Vậy thì với mức giá tiền chỉ còn 305 triệu cho chiếc xe này, các bác hãy cùng em đánh giá xem là liệu đây có phải là một mức giá hợp lý cho xe này không. Và xe thì vẫn có thể là thương lượng được. Vâng, các bác nào thiện chí thì cứ nhấc máy trực tiếp ba lô cho em Việt theo hotline để được hỗ trợ và tư vấn những thủ tục mua bán hay là sang tên đổi chủ hoặc là vận chuyển chiếc xe này đi mọi miền Tổ quốc các bác nhé. Vậy thì đầu tiên thì các anh chị có thể đi ngay và giúp em phần đầu của chiếc xe này. Morning thì không có quá nhiều thay đổi ở thế hệ này. Chúng ta vẫn có hệ thống đèn pha của xe thì được trang bị bóng đèn bi projector và đèn LED định vị ban ngày. Chủ nhân cũ thì đã nâng cấp hệ thống đèn pha của nó lên thành đèn bi siêu sáng rồi. Đấy, mặt ca lăng đặc trưng hình mũi hổ của chiếc Kia và nó có thêm những cái chi tiết đỏ tạo cái điểm nhấn, đúng không ạ? Đấy, và phần tản nhiệt phía dưới thì đây. Đấy, theo thời gian nó còn rất là mới, kể cả phần đèn gầm phía dưới cũng vậy luôn các bác nhá. Trong suốt như pha lê luôn. Đó, xe nhập khẩu, chất lượng nó rất là ok. Tất cả tình trạng của xe thì đều cam kết là zin nguyên bản, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không thủy kích. Đấy, các bác nào mà chưa yên tâm hoàn toàn có thể đem đi check hãng một lần nữa. Và em Việt sau khi bán thì vẫn còn cam kết bảo hành cho các anh chị về phần động cơ lên tới 1 năm sử dụng tiếp theo. Chúng ta còn có cả xi nhan tích hợp trên gương này. Đấy, tay nắm cửa mạ chrome và có cả cảm biến khóa mở cửa trên tay nắm. Đấy, xe được trang bị cả chìa khóa thông minh rồi. Đấy, một chiếc xe hạng A nhỏ nhắn gọn gàng mà nhiều công nghệ đến như vậy. Mẫu này thì được chủ nhân cũ nâng cấp lên một bộ la răng thể thao này. Đấy, bản này là bản cao cấp nhất thì chúng ta sẽ có 4 phanh đĩa. Đấy, đều hỗ trợ ABS các bác nhá. Dòng Morning nhập thì nó có khá là nhiều phiên bản, rơi vào khoảng 8 phiên bản. Nhưng mà để tìm đây là bản full kịch cao cấp nhất, không thiếu tính năng gì. Một chút nữa thì em sẽ quay cái phần nội thất bên trong để cho bác nào mà yêu mến thì các anh chị có thể so sánh những cái option của chiếc xe này so với những phiên bản khác. Về phần đuôi phía sau của chiếc xe thì chúng ta thấy là nó được trang bị hệ thống đèn hậu là full LED này. Đó, những giải đèn LED thiết kế rất đẹp mắt, đúng không ạ? Đấy, và phía sau là chúng ta còn có cả cảm biến cảnh báo va chạm và bô kép thể thao. Đó, rất đẹp đúng không ạ? Vâng, đèn phanh trên cao gạt mưa cho kính phía sau. Đấy, và kể cả phần đèn phanh phía dưới các anh chị cũng thể thấy là nó còn trong suốt như pha lê luôn các bác nhá. Đó, rất đẹp. Vâng, con này thì thực sự là nó còn quá mới luôn. Phải nói đây là một chiếc xe mà được chủ nhân cũ người ta đi cẩn thận và giữ gìn nên các anh chị có thể thấy là chất lượng của nó phải nói là vẫn còn cực kỳ ok. Đấy, dù nó được đăng ký vào 2016, được chưa ạ? Vâng, vậy thì tiếp tục các bác hãy cùng em đi vào không gian nội thất bên trong của chiếc xe này để xem những tính năng cũng như là độ mới của nó ra sao sau quãng thời gian sử dụng. Vâng, đây là nội thất màu đen của chiếc Kia Morning nhập khẩu 2013, đăng ký 2016. Và con này thì phải nói là quá mới luôn các bạn. Đây, các anh chị có thể xem giúp em cái bảng tappy cánh cửa này. Đấy, từ những cái phím bấm theo thời gian mà nó vẫn còn sắc nét như này. Xe đã được trang bị một kính auto rồi, gương chỉnh điện và có cả gập gương tự động. Đấy, tay nắm cửa mạ chrome các bác nhá. Đấy, và từng cái tem, từng cái mác bằng tiếng Hàn nguyên bản vẫn còn 100%. Đấy, con này thì bao zin các anh chị từng con ốc rồi. Bản này thì rất đặc biệt, nó được trang bị cân bằng điện tử chống trơn chống trượt này. Đấy, sấy vô lăng. Đó, rất là nhiều những phiên bản nó sẽ không có tính năng này đâu. Nên các bác khi mà xem cái dòng Morning này thì các anh chị chúng ta cũng phải kiểm tra xem là nó là ở thuộc cái phiên bản nào các bác nhá. Vô lăng tích hợp cả điều khiển giọng nói này, có cả nghe thoại rảnh tay rồi. Đó, rất là ok đúng không ạ?
Và đây, chất lượng ghế da thì các anh chị nhìn giúp em. Đấy, tại sao cái dòng nhập khẩu này được ưa chuộng? Bởi thực sự là những vật liệu của chiếc xe này nó rất là bền bỉ theo thời gian. Đấy, một chiếc xe lành, gần như là các bác chúng ta chỉ có đổ xăng là chạy được thôi. Đấy, và đây từng cái tem, từ cái mác các bác nhìn giúp em, nó vẫn còn sáng tinh như này. Đó, vâng, quá đẹp luôn. Được chưa ạ? Đấy, vâng, và các chi tiết nhựa cũng còn rất là mới luôn các bác nhá. Em quay cho các bác cả phần phía dưới này, từ cái pedal này. Đấy, để cho anh chị có thể nhìn nó một cách rõ hơn. Một cái phiên bản này thì chúng ta còn có cả đồng hồ số điện tử. Đấy, rất ok. Và xe thì lăn bánh chuẩn là 8,7 vạn. Con này thì bao zin luôn cho các bác cả km. Và anh chị nào chưa yên tâm thì có thể check hãng thoải mái luôn. Và mức tiêu hao nhiên liệu thì với cỗ máy 1.0 thì chiếc xe này phải gọi là siêu tiết kiệm nhiên liệu. Nó ăn chỉ khoảng hơn 5 lít xăng thôi. Và có nghĩa là thay thế một chiếc xe máy thông thường các bác cũng có thể đi lại chiếc xe này rồi. Chúng ta có cả đầu đĩa CD này, bộ kết nối Bluetooth này, màn hình có cam lùi các bác nhá. Đấy, khi mà anh chị vào số lùi, màn hình cam lùi hiển thị rất là rõ nét ở đây. Đấy, và rất là nhiều cái phím bấm chỉ được tích hợp cái chữ Hàn. Đấy, bởi đây là một cái phiên bản nhập nội địa Hàn. Đấy, hệ thống điều hòa auto rồi. Đó, auto rồi. Đó, và phía dưới này chúng ta còn có cả cổng sạc USB, cổng sạc 12V. Tất cả đều chìa khóa thông minh này. Đấy, đây có đèn nổ start stop luôn các bác nhá. Rất là thú vị đúng không ạ? Một chiếc xe hạng A cỡ nhỏ nhưng mà về công nghệ option thì nó không thiếu thứ gì cả. Đấy, xe số tự động, được chưa ạ? Và một cái điểm nữa rất là hay. Đấy, đó là sấy hai ghế trước. Được chưa ạ? Vâng, sấy hai ghế trước. Và bảng táp lô thì phải nói là mới tinh luôn. Đấy, gương chiếu hậu cũng là chống chói chỉnh điện rồi. Gần như là chúng ta có một mẫu xe hạng A nhưng mà option thì phải ngang ngang với cả những cái mẫu xe phân khúc hạng C. Đấy, có cửa lóc luôn. Đó, các bác thấy nó nhiều tính năng, nhiều công nghệ chưa ạ? Đấy, nên là các bác thấy, và đặc biệt nữa là con này thì được trang bị cũng khá là nhiều túi khí này. Đấy, bên hông này cũng có túi khí luôn này. Đó, vâng, 4 túi khí vòng quanh xe. Đó, đấy bản nhập nó mới có cái những này các anh chị nhá. Và tiếp tục thì các bác có thể đi về hàng ghế thứ hai của chiếc xe này. Con này thì cam kết luôn là nó quá đẹp rồi. Vâng, có lẽ là miễn bản về chất. Đó, vâng, và các anh chị đừng so sánh nó với những chiếc Kia Morning lắp ráp tại Việt Nam. Còn nếu bác nào muốn trải nghiệm giữa hai cái phiên bản lắp ráp và nhập khẩu nó khác nhau như nào thì các anh chị chúng ta phải cầm lái nó. Và đây hàng ghế thứ hai các bác thấy này. Đấy, ghế da zin nguyên bản nó còn mới tinh như này. Gần như là chưa xuất hiện vết nhăn. Đương nhiên là phân khúc hạng A thì chúng ta cũng không thể đòi hỏi được cái khoảng để chân giữa hàng ghế lớn. Nhưng mà với hàng ghế thứ hai này thì có lẽ là chúng ta vẫn ngồi cố được ba người lớn phía sau, đúng không ạ? Đấy, và đây. Đấy, từng cái bản lề cửa vâng cũng quay kỹ luôn. Vâng, bản tappy gần như là không một vết xước luôn các bác ạ. Đấy, phải nói là một chiếc xe rất là được giữ gìn, vâng, cẩn thận. Và đây, phần cốp phía sau. Mẫu xe hạng A nên là phần cốp nó cũng hơi nhỏ một chút xíu. Nhưng mà chúng ta có thể thấy là chiếc xe này thì các bác rất thấy là phù hợp đi lại loanh quanh trong phố đúng không ạ? Và lốp dự phòng thì gần như là chưa sử dụng luôn các bác nhá. Đấy, đồ đạc thay thế kích vẫn còn nguyên đây. Và tôn sắt xi thì các anh chị nhìn giúp em này. Đấy, nó còn như này. Và một lỗi nhỏ tặng xe. Cam kết luôn như vậy để cho các anh chị hoàn toàn yên tâm. Đấy, để khi bác mà lựa chọn một sản phẩm của em Việt. Và tiếp tục thì các anh chị có thể thấy bảng tappy bên phía phụ luôn này. Nó đẹp đến mức độ như vậy. Vâng, con này thì thực sự là không có gì để chê cả. Vâng. Đấy, và mức giá thì rất là hợp lý ở thời điểm bây giờ rồi, vẫn còn thương lượng được. Cho bác nào thiện chí thì cứ trực tiếp nhấc máy alo cho em Việt được chưa ạ? Vậy thì nội thất và ngoại thất rất ok, các bác hãy cùng em kiểm tra tới phần động cơ của chiếc xe này. Vâng, và đây là khối động cơ máy 1.0 ba máy đến từ chiếc Kia. Đấy, vâng, mà xe em vẫn đang để nổ máy các bác nhá. Nhưng các chị để thấy là máy nó nổ êm đến mức độ như này. Đấy, cực kỳ êm ái và từng con ốc vẫn còn zin như những cái dấu sơn đánh dấu từ trong nhà máy đi ra. Con này thì bao zin cho các anh chị kể cả gioăng giàn cò luôn. Được chưa ạ? Đấy, và kể cả ốc bản lắp capo này. Đấy, zin nguyên bản 100%. Đấy, hay là từng cái tem, từng cái mác ở trên capo vẫn còn nguyên bản luôn các bác nhá. Vâng, miễn chê về chất. Đó. Vâng, vậy thì anh chị nào yêu mến và quan tâm tới chiếc Kia Morning nhập khẩu 2013 đăng ký 2016. Đấy, đang có sẵn tại showroom của em Việt ở 470 đường Nguyễn Đông Bằng, thành phố Hải Dương. Các bác hãy trực tiếp alo cho em theo hotline 0968228889 để được hỗ trợ và tư vấn chiếc xe này các bác nhé. Một lần nữa thì cảm ơn quý anh chị đã cùng theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc các bác một ngày mới thật vui vẻ. Và hãy ấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật nhanh nhất những sản phẩm của Việt Xe Chất Hải Dương.